Ok em, và bây giờ thì đang đứng chuẩn bị nhận thưởng top phiếu bé ngon đồ top được top 2 anh em. Thì nó coi nhận chỗ nào ta? Sao thấy gì mà nhận thành công mà không mình không thấy chỗ nào ta? Nhận chỗ nào vậy? Không thấy. Chờ phát. Về ban hiện nhận kìa, nhận chỗ nào trời? Này. Phải luôn đợi chút nhận. Mấy bữa tuấn ra thua 1.300. Không được. Cho một tí. Ok, sau một hồi chờ đợi thì top 1, 2, 3 phiếu VNBS tranh đoạt nhận. Ok. Về ba lên anh em ơi. Ấn sinh lực. Sinh lực là bao nhiêu vậy? 6, 9, 3. Sinh lông cầu này. Ấn Ấn sinh lực là gì đây? Là bút à? Được gọi là bút thì được gì? À, được 1.000 máu. 1.000 máu. 1.000 sinh lực. Sẽ đăng bàn hồn Mỹ nha anh em. Số
là hồng mỹ này, một rừng thời hạn. Đây, xe tăng bang Hồng Mỹ nè. Đó, xe động lực mát ô. Dây chuyền mát luôn. Đó, xe tăng bang Hồng Mỹ. Còn xích lông cầu và cái ấn. Ấn 1 tháng. Với rương. Hồng kim thì chọn hàng chớ thời gian. Sử dụng được một trang bị hồng hạn chớ. À, ok. Mà kháng độc của mày. Kháng hàng cầm 1. Đó, nếu bận như thế này thì kháng như thế này. Kháng họ không nổi cầm 1. Ai con ngựa bữa đây nó thua đúng 1k3, chán bại mà kháng cả các kiểu. Nhìn con ngựa tiếp phải lục. Ê, mình top 2 được ngựa này thôi anh em ơi. Top 1 được ngựa này. Má tốc độ di chuyển 1.1 nữa. À, mình đang trên mốt. Ok, clip Khai tạm dừng tại đây nha anh em ơi. Có gì anh em xem đừng quên ủng hộ Khai bằng cách nhấn like, chia sẻ giúp Khai nha. Ok, bye anh em.